Rồi sắp vô thêm đi con. Bây giờ mình trộn cái gà ngọt, gà nước cam đi, cho vào sốt. Look at this. Canh rong biển nấu với thịt bò nè các bạn. Ăn đồ nướng nhiều quá giờ ăn canh vô cho mát. Mời các bạn ăn canh rong biển. Ngon quá. Yeah. Quay gà cam, mực nướng, cải xào, trái cây, dưa hấu, cherry. Mời các bạn ăn cùng gia đình mình nha. Hôm nay ở bên mình là ngày lễ July 4, ngày lễ Quốc Khánh. Mấy chị em xúm nhau làm một vài món cùng cả nhà ăn cho vui. Mời cả nhà. Con gái. Em
Yeah, chào khán giả bốn bên. Con gái xích ra con. Xích lên, xích lên. Video hãy đi trên cuộc sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.